Độ của em thì hơi tròn tí, tại vì em thích những người tròn thì cảm giác nó sẽ ấm áp. Dạ, còn cao thì được, nếu được thì cao hơn em. Cao hơn em là chắc rồi. Dạ, em thì chỉ đơn giản như đơn giản vậy thôi. Dạ đúng rồi. Mắt mũi miệng ngoại hình tóc tai gì mặt mày không có quan trọng. Dạ không, tại vì em cứ nghĩ là nếu mà mình hợp nhau thì nó không, ngoại hình nó không phải là cái vấn đề để quyết định tất cả. Nếu mà người nào ngoại hình đẹp nhưng mà mình nói chuyện nó không hợp thì nó cũng không đi đến đâu. Quan trọng là cái tính cách khi mà mình tiếp xúc. Dạ. Rồi, tao có hình cho chị mượn hình em coi nè, coi cô giáo là sao nè. Hình rồi đây. Có một chàng trai trong đó vừa tốt nghiệp cái gì đó. Trời ơi, đó, hãy lựa đi. Có một cô giáo dạy môn gì vậy em? Dạ em dạy lớp 1, dạy tiểu học. Lớp 1, tiểu học, đó, một cô giáo nào trong đó. Kiếm đi em. Sao mà ngồi chỉ vô bạn đó liền vậy? Thôi em nghĩ bự con. Bự con đâu mà bự con. Rồi, bên đây, ai? Ai chỉ vô? Sao lại là cô đó? Thầy thấy khuôn mặt cũng tuyệt tuyệt. Là bên đây là cô nào? Giữa một rừng người đó anh. Hay quá, chọn hay ghê vậy đó. Rồi, mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim để xem mình chọn đúng hay không nha. Mời hai bạn. Ai sai tôi phạt. Chào anh ạ. Các bạn. Dạ. Em đúng không? Dạ đúng. Em đúng không? Em sai. Anh chọn một cô 1m8 không? Không, chọn cô lùn. Cô lùn. Rồi, ấn tượng đầu tiên các bạn nhìn thấy nhau như thế nào? Thấy bạn cũng thân thiện nhìn. Thôi bây giờ mình anh em đi chứ. Thấy em cũng nhìn mặt cũng thân thiện, cũng hiền. Dạ, không em. Để em nhìn thấy anh sao? Ồ dạ, em thích nhất là nụ cười của anh, tại anh cười lên rất là duyên. Dạ, với lại nghe người miền Tây thì em rất là thích. Tại vì người miền Tây cùng với nhau cái cách quan điểm sống hay là cách nói chuyện nó cũng dễ dàng hơn với nhau. Dạ. Trai á, hơi đen thôi nhưng mà đẹp trai á. Dạ. Ê, cái này sao cưng? Trời ơi. Dạ, đến chương trình có món quà tặng cho bạn. Dạ, cảm ơn anh. Em. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, cái màu vàng em thích với lại con Pikachu chắc là hợp với tuổi của em nè. Nãy giờ tôi thấy khen hoài luôn á trời. Khen hoài luôn á, dính thính rồi cái gì á. Cô có tặng người ta không? Dạ có, đây em gửi anh một món quà. Chúc anh lúc thiệt. Tặng anh. Khen lại cái coi, anh thích màu xanh đồ gì đó. À, em ở Tiền Giang, em ở lúc nào em? Dạ em ở Gò Công Đông anh. Gò Công Đông, anh... Anh ở Trà Vinh có dừa sáp không anh? À, anh ở gần biển, em biết biển Ba Động không? Dạ không. Anh ở ngay biển. Dạ. Còn ở dừa sáp là ở phía trên giáp thành phố. Rồi, hai đứa mới gặp lần đầu mà giống như quen nhau từ kiếp trước. Được rồi, cho tôi hỏi thăm chút xíu, quà này là cái gì trọng ý nghĩa? À, quà cầu tiết là em là ước mơ là được một lần là trong đời là đi với bạn gái đến những nơi nào có tuyết. Có tuyết. Thí dụ được lựa chọn cái nơi đến đầu tiên mà em nghĩ em có thể thực hiện được trong thời gian trong tương lai gần nhất là đi đến đâu? Nói chung là gần nhất chắc trong Việt Nam sẽ đi đến Sapa. Sapa có tuyết, chị cũng chưa đi Sapa luôn. Dạ em cũng chưa đi. Thích không? Thích không? Dạ em cũng chưa đi. Con gái ai cũng thích, có chợ tình rồi thử coi sao ha. Dạ. Tuyết rơi. Món quà này ý nghĩa gì đây? Rồi, mở mặt nạ ra. Dạ. Mở mặt nạ ra em trai ơi. Ok. Đẹp rồi. Dạ cảm ơn chị. Rồi, trai xinh gái đẹp, mời em trai giới thiệu về thông tin của mình trước. Chào chị Cát Tường và chương trình Hẹn Ăn Trưa. Ừ. Em tên là Nguyễn Tấn Đạt, quê quán là ở Trà Vinh. Hiện nay em đang làm việc ở khu nghiệp Hạnh Phúc, giáp giữa Bình Chánh với Long An. Em làm nhân viên chất lượng cho một công ty nhựa. Rồi em ở đâu? Em ở ngay chỗ Cầu Sáng á chị. Cầu Sáng là ở đâu? Nó là thuộc quận Bình Chánh. À, là quận Bình Chánh. Còn em? Dạ, xin chào chương trình ạ. Em tên là Phạm Thị Hồng Thi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên ở quận 1. Thì hiện tại thì em đang ở Bình Thạnh, ngã tư Hàng Xanh ạ. Ừ, Bình Thạnh qua Bình Chánh biết không? Dạ, chắc hai cái Bình thì chắc nó gần nhau á chị. Dù hai cái Bình chứ nó xa đó. Biết Bình Chánh không? Biết Bình Thạnh không? Biết chị. Rồi, dễ dàng trong tình yêu ha. Ở chung một thành phố là thấy đơn giản rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, em điểm mạnh của em đó là hòa đồng vui vẻ, biết nấu ăn. Điểm yếu thì có cái là không biết hát mà nói hay nhiều. Không biết hát mà lại nói nhiều. Dạ. Không biết hát mà là hot.
đúng không? Dạ. Trời đất ơi, hiện giờ đang sống với ai vậy? Em ở trên Sài Gòn này thì em ở một mình. Một mình. Còn ba mẹ là dưới quê hết? À, ba mẹ với một đứa em gái là năm nay 12 tuổi là ở quê. À, bao lâu mới về nhà một lần? Dạ, thường thường là có mấy dịp để lớn như 30 tháng 4 hay là Quốc Khánh hay là Tết Tây, Tết Nguyên Đán. Là về? Là về. Ừ, rồi. Thế còn em? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, chắc là em với bạn có nhiều tương đồng à. Em thì điểm mạnh của em là năng động, hòa đồng, dễ nói chuyện. Còn điểm yếu của em là em hát cũng rất là dở. Trời ơi, hai đứa hát dở hết luôn vậy hả? Rồi hiện giờ mình đang sống với ai? Dạ, hiện tại thì em đang sống với em gái em ở Bình Thạnh ạ. Ừ, vậy còn ba mẹ? Dạ, ba mẹ em thì ở dưới quê, em ở Tiền Giang ạ. Ừ, bao lâu hai chị em về thăm ba mẹ một lần? Dạ, cũng như là cuối tuần hoặc là những ngày lễ. Ừ. Tại vì em là giáo viên thì tính chất của em thì em chỉ dạy trong tuần thôi. Rồi mình đi xe tóc hành hay là hai chị em chở ông Đa? Dạ, thường thì hai chị em cùng nhau về với nhau cho vui ạ. Đi ông Đa về với nhau cho dạ. Vui. Có chị có em cũng đỡ an ủi ha, cũng dạ. Đỡ buồn trên thành phố ha. Dạ. Rồi, tình trường thì sao? Mấy mối tình rồi? Dạ, là em có một mối tình duy nhất là được kéo dài 4 năm và chia tay cách đây cũng gần 3 năm rồi. Ôi, mối tình 4 năm là cũng sâu đậm lắm mà sao lại chia tay? Dạ, tại vì nó nhất là xa cách về địa lý và bạn đó ở đâu mà xa cách địa lý? Ở ngoài Đà Nẵng chị. À, bạn đó ngoài Đà Nẵng thì sao quen cơ hội nào mà quen nhau? À, lúc đó là tụi em là còn sinh viên đi làm chung một nhà hàng á chị, rồi quen nhau. Rồi sau này khi em ra trường, bạn nó ra trường thì gia đình bên bạn nói là xa cách quá. Ừ. Với bạn có hiếu với gia đình thì em mới nói bạn là giữa chữ hiếu chữ tình thì nên em thấy bạn có hiếu nên nói để cho bạn về với gia đình. Trời ơi, rồi giờ bạn nó có gia đình chưa? Dạ, nó em cũng chưa biết nữa chị. Chưa biết nữa chị. Là chia tay rồi không có liên lạc nữa? Ít liên lạc, không có hỏi về vấn đề đó. Ừ. Rồi 3 năm trời nay rồi có mối tình nào khác chưa? 3 năm nay thì em lo đi làm, tập trung đi làm cũng chưa có quen ai nên... Trời ơi, nhờ chương trình giúp đỡ. Rồi còn em, tình trường mình sao? Dạ, em thì có 2 mối tình. Ừ. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3, thời đi học. Là mối tình đầu của em. Đó là cái mối tình mà gọi là rất là sâu đậm. Thì em yêu 3 năm, thì em dành tới 5 năm để quên một người. Yêu 3 năm mà chia tay phải quên, mất 5 năm mới quên. Dạ. Yêu chi dữ vậy trời ơi. Em cũng không biết nữa chị, có thể là tại vì do mối tình đầu nên nó mang cho mình nhiều cảm xúc quá, làm cho mình khó để quên một người. Thì trong 5 năm mà khi mà quên bạn á, quên bạn đó thì em có quen một người bạn thân của mình. Ừ. Mà khi em quen người bạn thân đó thì em vô tình em lại gây một cái nỗi đau cho bạn đó. Và em chia tay bạn đó. Thì sau khi chia tay bạn đó xong thì em cảm thấy là mình phải bước ra khỏi cái tình yêu này nữa. Đúng rồi. Và mình bắt đầu mình yêu bản thân mình hơn, mình hòa nhập hơn, mình vui chơi hơn, mình dành những cái thời gian riêng cho bản thân mình, cho gia đình, rồi hoạt động xã hội nhiều hơn. Và lúc đó thì em cảm thấy thoải mái hơn trong tình yêu. Rồi sau đó còn có mối tình nào khác nữa không? Dạ không chị. Có nghĩa là 2 mối tình. Dạ. Cái mối tình đầu phân tích rất là dễ, tại vì em quen người đó 3 năm nhưng nó quá sâu đậm đi. Rồi có thể là trong thời gian em không quên được, em đau khổ thì có một cái người bạn thân bên cạnh chia sẻ hiểu được em. Dạ. Thôi em ngộ nhận đó là tình yêu nên dạ. Em chấp nhận bạn đó. Dạ. Nhưng mà khi em ở bên bạn đó em vẫn không quên được cái người cũ, là em chỉ làm tổn thương người ta thôi. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Nghe là tôi hiểu vấn đề rồi. Nên á, rồi mới nhiên bây giờ cái tình bạn có còn giữ được không? Dạ không, đó là cái gọi là một niềm đau riêng của em như vậy nên là mất luôn người bạn. Dạ, nên là sau đó thì em mới gọi là bản thân mình phải vượt qua được cái đó để cho mình không đánh mất những cái thứ tốt đẹp. Sao mình không chủ động, bây giờ mình qua lâu rồi mình chủ động mình tìm lại coi như những người bạn giống như người tri âm tri kỷ của mình. Thật ra thì em cũng muốn tìm lại bạn đó nhưng mà em cảm thấy là em có lỗi với bạn đó nhiều quá nên em không gọi là mình có lỗi nên mình cũng không có dám gọi là nhìn mặt lại bạn đó. Kỳ vậy, thường chị là nghĩ khi mình có lỗi mà có điều kiện có thể lúc đó mình không dám đối diện, nhưng mà nếu là chị dạ. Sau vài ba năm hoặc khi chúng ta trưởng thành hoặc chúng ta có cuộc sống ổn định rồi chúng ta tìm lại một lần để nói những cái gì cho bạn đó sẽ còn rất nhiều uất ức chưa nói được với em. Dạ. Mình chỉ được một lần nói thôi mình sẽ nhẹ lòng, có thể đó sẽ là một cái người bạn tốt của em sau này. Dạ. Rồi đó là một chút chia sẻ về chuyện tình yêu của hai bạn thôi. Thế giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái là người vợ tương lai là người như thế nào? Nói chung là một người bạn gái, người vợ tương lai thì đối với em thì nó cũng đơn giản thôi, như cao là từ 1m8. Cao là từ 1m8. 1m58 trở lên. Hết hồn, hết. Dạ đúng rồi, nghe 1m8 chắc em nói là em phải mang mấy đôi guốc luôn mới lợi quá anh ơi.
học 1m58 nó lên, nói chung là có nghề nghiệp ổn định. Với gia đình em thì nói chung là bạn nữ nói bên giáo viên là gia đình em đã được 7/10, điểm 7/10. Vậy á hả? Thích vậy. Dạ, vậy gia đình em là nói chung là truyền thống bên gia đình em là đa số là giáo viên với cơ quan nhà nước nhiều nên là ba mẹ cũng thích là chọn những người vợ hay là những người mà bạn gái của em đó là có giáo viên. Nhưng mà nếu hình mẫu giáo viên của em không giống như tưởng tượng của những giáo viên ngày xưa thì sao anh? Nói chung là bây giờ thời buổi hiện đại thì mình phải bỏ đi cái cũ mà mình phải kết hợp giữa cái hiện đại và cái truyền thống thì nó mấy, chứ không thể nào mà mình cứ giữ quan điểm cũ hoài thì nó sẽ không hay. Rồi thế còn em, mẫu người lý tưởng? Em thì mẫu người lý tưởng của em thì hơi tròn tí, tại vì em thích những người tròn thì cảm giác nó sẽ ấm áp. Dạ, còn cao thì được, nếu được thì cao hơn em. Cao hơn em là chắc rồi. Dạ, em thì chỉ đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ đúng rồi. Mắt mũi miệng ngoại hình tóc tai gì mặt mày không có quan trọng. Dạ không, tại vì em cứ nghĩ là nếu mà mình hợp nhau thì nó không, ngoại hình nó không phải là cái vấn đề để quyết định tất cả. Nếu mà người nào ngoại hình đẹp nhưng mà mình nói chuyện nó không hợp thì nó cũng không đi đến đâu. Quan trọng là cái tính cách khi mà mình tiếp xúc. Rồi, tao có hình cho chị mượn hình em coi nè, coi cô giáo là sao nè. Hình rồi đây. Có một chàng trai trong đó vừa tốt nghiệp cái gì đó. Trời ơi, đó, hãy lựa đi. Có một cô giáo dạy môn gì vậy em? Dạ em dạy lớp 1, dạ tiểu học. Lớp 1, tiểu học, đó, một cô giáo nào trong đó. Kiếm đi em. Sao mà ngồi chỉ vô bạn đó liền vậy? Thôi em nghĩ bự con. Bự con đâu mà bự con. Rồi, bên đây, ai? Ai chỉ vô? Sao lại là cô đó? Mình thấy khuôn mặt cũng tuyệt tuyệt. Là bên đây là cô nào? Giữa một rừng người đó anh. Hay quá, chọn hay ghê vậy đó. Rồi, mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim để xem mình chọn đúng hay không nha. Mời hai bạn. Ai sai tôi phạt. Chào bạn. Dạ. Em đúng không? Dạ đúng. Em đúng không? Em sai. Anh chọn một cô 1m8 không? Không, chọn cô lùn. Cô lùn. Rồi, ấn tượng đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau như thế nào? Thấy bạn cũng thân thiện nhìn. Thôi bây giờ mình anh em đi chứ. Thấy em cũng nhìn mặt cũng thân thiện, cũng hiền. Dạ, không em. Để em nhìn thấy anh sao? Ồ dạ, em thích nhất là nụ cười của anh, tại anh cười lên rất là duyên. Dạ, với lại nghe người miền Tây thì em rất là thích. Tại vì người miền Tây cùng với nhau cái cách quan điểm sống rồi cách nói chuyện nó cũng dễ dàng hơn với nhau. Dạ. Trai á, hơi đen thôi nhưng mà đẹp trai á. Dạ. Ê, cái này sao cưng? Trời ơi. Dạ, đến chương trình có món quà tặng cho bạn. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ, cái màu vàng em thích với lại con Pikachu chắc là hợp với tuổi của em nè. Nãy giờ tôi thấy khen hoài luôn á trời. Khen hoài luôn á, dính thính rồi cái gì á. Cô có tặng người ta không? Dạ có, đây em gửi anh một món quà. Chúc anh lúc thiệt. Tặng anh khen lại cái coi, anh thích màu xanh đồ gì đó. À, em ở Tiền Giang, em ở khúc nào em? Dạ em ở Gò Công Đông anh. Gò Công Đông, anh... Anh ở Trà Vinh có dừa sát không anh? À, anh ở gần biển, em biết biển Ba Động không? Dạ không. Anh ở ngay biển. Dạ. Còn ở Dừa Sáp là ở phía trên giáp thành phố. Rồi, hai đứa mới gặp lần đầu mà giống như quen nhau từ kiếp trước. Được rồi, cho tôi hỏi thăm chút xíu, quà này là cái gì trọng ý nghĩa? À, quả cầu tiết là em là ước mơ là được một lần là trong đời là đi với bạn gái đến những nơi nào có tiết. Có tuyết. Thí dụ được lựa chọn cái nơi đến đầu tiên mà em nghĩ em có thể thực hiện được trong thời gian trong tương lai gần nhất là đi đến đâu? Nói chung là gần nhất chắc trong Việt Nam sẽ đi đến Sapa. Sapa có tuyết, chị cũng chưa đi Sapa luôn. Dạ em cũng chưa đi. Thích không? Thích không? Dạ em cũng chưa đi. Con gái ai cũng thích, có chợ tình rồi thử coi sao ha. Dạ. Tuyết rơi, món quà này ý nghĩa gì đây? Dạ em tặng anh cái tai nghe, là hy vọng là anh với em sẽ kết nối được với nhau. Wow, những món quà rất có ý nghĩa. Rồi bây giờ xin mời hai bạn sẽ có một khoảng không gian riêng với nhau để trò chuyện, để tâm sự, thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Mời hai bạn thưởng thức món, đây là chả trứng lá mơ. Cũng rất đặc biệt, rất là hấp dẫn của nhà hàng Vị Ngon nha. Dạ. Nhớ là vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị ạ. Mời em dùng. Dạ, cảm ơn anh. Mời anh ạ. Ủa rồi, anh ở Trà Vinh, anh có hay đi qua mấy tỉnh miền Tây chơi không?
Nói chung là anh cũng ít đi tỉnh Tây, đa số anh trên đường anh về thì anh hay ghé Mỹ Tho. Dạ. Mỹ Tho, Bến Tre, tại vì anh đi quốc lộ 60. Từ đó giờ ít có đi qua cái hướng bên Gò Công, em về quốc lộ. Dạ đúng rồi, em thì đi nó mở cái tuyến quốc lộ 60 ngay cầu Củ Chiên thì ít đi qua đó. Em có hay xuống Trà Vinh không? Dạ không, em không có bạn ở Trà Vinh, em chỉ đi xa nhất là Bến Tre à. À, hồi đó em học ở đâu? Ở đây em học ở trường nào vậy? Dạ em học ở Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Em giáo viên tuổi học là dạy ở quận nhất là ở ngay chỗ đường nào em? Dạ em dạy ở đường Trần Hưng Đạo. Anh ơi, hồi đó lúc mà còn nói chuyện với học trò em á, thì học trò em có nói là mai mốt nếu mà đám cưới cô á, thì học trò sẽ nâng váy cho cô. Nhưng mà em có tới 8 bạn học trò muốn nâng váy cho cô, vậy em muốn mướn cái sa rê 8 mét được không anh? Cái đó là tùy thuộc vào em thôi. Ví dụ như là mình cảm thấy nó hợp lý, hai đứa mình trao đổi nó hợp lý thì anh sẽ mướn cho em được. Dạ. Rồi em muốn còn muốn gì muốn hỏi anh không? Anh, nhà anh làm hai bác ở dưới ha. Đúng rồi, ba mẹ anh là ở dưới là làm về nghề nuôi tôm á, ao tôm á, nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm. Ủa, cua. Em thích ăn tôm với cua lắm. Ở dưới là ba hai bác là cũng ở dưới là làm dạ, gì? Ba mẹ em thì làm nông, làm ruộng. Làm ruộng. Dạ. Nhưng mà giờ lớn tuổi rồi thì cũng nghỉ bớt, không còn ấy nữa. Với lại nhà em được mấy anh em? Nhà dạ. Em được hai chị, hai con gái với lại một em nhỏ. Em nhỏ hả? Rồi thường thường thì em dạy là từ thứ hai đến thứ bảy. Em dạy từ thứ hai đến thứ sáu, rồi xong thứ bảy em còn học chuyên môn nữa. Học chuyên môn. Dạ. Chủ nhật thì rảnh, nhưng mà cái giờ của em thì thoải mái hơn tí, tại vì em chỉ đi dạy từ sáng tới khoảng 5 giờ chiều là xong. Công việc của anh thì nó nói chung là nó tùy vào mùa thôi. Nói chung là có mùa thì anh làm hành chánh không. Dạ. Có mùa thì hàng nhiều và có thể đi làm ca đêm. Dạ. Nói chung là cũng ăn thua là giàu hàng quá công ty, năm nào được thì mình làm nhiều thì nó làm một ca đêm, còn đa số thì anh vẫn làm hành chánh hơn. Ê, nãy em nghe nói là anh nấu ăn ngon lắm phải không? Nói chung là nấu thì nấu ăn được thôi, tại vì trong gia đình anh thì làm đám tiệc rồi hay là cái này cái kia thì anh với ba anh cũng tự nấu, nhưng mà không có ít cũng mướn. Tại nhà anh là chủ yếu là ăn Tết ăn đồ thôi, chứ ít cũng không có đám giỗ đám quải, là cũng nấu ăn thì dạng như là họp khẩu vị người miền Tây mình thôi, chứ còn người miền Trung thì không họp. Tại em rất là mong kiếm được người nấu ăn giỏi, tại vì em rất đoản vậy khâu này. Trời ơi, đoản, hai đứa cùng học nấu ăn không được rồi, mình từ không từ từ ráng ăn. Em có nhiều lớp học nấu ăn mà. Ăn thua là cần mình gì học em ơi, lên Google sợ coi là nấu chứ. Em nấu rồi, em rất là thích nấu mà không ăn đó chị. Em rất là thích nấu mà không ăn đó chị. Nhà mốt em nấu đi anh ăn, đúng không em? Không, em không có nấu, nhưng mà em chỉ bằng nấu. Nhưng mà rồi bạn nấu là em phải ăn. Thì em ăn em mới góp ý cho bạn, bạn mới tiến bộ được. Mà em nấu cho bạn là bạn đâu có tiến bộ đâu. Rồi thôi được rồi, hai đứa về tự phân công. Rồi, ngày hôm nay là có người nhà mình đi theo nè. Dạ. Rồi mời em vô. Đó, ở Sài Gòn có hai chị em thôi ha. Rồi đứng đây gần chị đi em. Em giới thiệu tên mình đi cưng. Dạ, chào chị, chào mọi người, em tên là Ngọc Trang. Năm nay Trang nhiêu tuổi cưng? Dạ, em 24. 24 đang làm công việc gì? Dạ, em cũng là giáo viên. Giáo viên luôn, có dạy chung chị hai không? Dạ, em dạy quận 4. Quận 4, chị hai dạy quận nhất. Dạ. Có bạn trai chưa? Dạ chưa. Rồi, chị hai bữa nay chị gả đi xong rồi tới em lên đây luôn nha. Dạ, cũng được không? Được, thế bữa nay em thấy chương trình đã tìm cho chị hai một người như thế nào? Theo ý em thấy sao? Dạ, anh đây cũng dễ thương. Dạ, cũng hợp với chị hai. Hợp chỗ nào? Chưa gì trơn, biết hợp rồi. Em thấy biết nấu ăn là hợp rồi. À, vậy hả? Rồi, thế bình thường chị hai mình có cái tính xấu gì không em? Chị hai chỉ hơi lâu lâu là hơi thích làm theo ý mình thôi. Ừ. Dạ, thì cũng chỉ mong có một người giống như là biết điều tiết lại cái tính của chị, rất là khuyên chị rồi. Hơi bốc đồng quá hay sao em? Dạ, cũng lâu lâu thôi. Gì mà dùng từ điều tiết chị hai lại ghê ghê quá vậy? Chị hơi nóng tính tí thôi chị. Tức là em dạy học trò thì em như một thiên thần vậy. Thiên thần? Nhưng mà khi đi về nhà thì em sẽ là mẹ của cáp vậy đó. Thì nó xả em đó chị. Thế chị hai có ưu điểm gì mà nãy giờ khiêm tốn chưa giới thiệu không nè? Chị hai nhiều ưu điểm lắm chị. Dễ thương, tốt, hay cho tiền em. Trời ơi, hay cho tiền em là tốt đó. Cho tiền là tốt đó nha. Vậy là biết cái cách nào lấy lòng em gái rồi đó. Dễ rồi đó, cho tiền là tốt à. Bây giờ một lời gì đó em dành cho hai anh chị trước khi mà hai anh chị đưa ra cái quyết định là bấm nút hẹn hò với nhau hay là không nè. Dạ, thì em cũng mong là đến đây thì hai anh chị, mấy anh chị rất là hợp, cũng mong anh chị có thể đi được đến xa hơn.
Vậy là ý em là chốt đúng không? Ok đúng không? Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai nói gì câu biết đâu em vợ tương lai đó, nói một câu coi nè. Cảm ơn em là anh mong một dịp là sẽ có dịp là về quê hai chị em chơi. Nhớ cần gì biết thông tin việc của chị hai cái việc cho tiền em nha. Là anh tốt rồi đó. Rồi cảm ơn Cưng, dễ thương quá, cảm ơn nha. Nhớ đăng ký chương trình sau khi chị hai đi nha. Tiễn chị hai lên đường lấy chồng cái là mình tới đây mình ngồi luôn. Em gái nói vậy là thấy cũng vui rồi ha. Bây giờ chơi thêm trò chơi nữa cho nó thắt chặt tình hai bên. Rồi đọc lớn lên coi nè. Hãy kể ra năm tật xấu của bạn thân. Của bản thân. Của bản thân. Của bản thân kể. Ủa, chi? Em nói bạn thân em hết hồn luôn á. Kể năm tật xấu của bản thân coi nè. Thứ nhất là nói nhiều. Nói nhiều. Thứ hai là thấy đâu nói nhiều đâu. Đúng rồi. Thứ hai là không biết hát. Ừ rồi. Thứ ba là hơi bừa bộn, nhưng người ta thì thấy ai cũng tính hơi bề bộn nhưng mà có ở dơ không? Không không. Dạng như là em có tật xấu á, là đi làm về á là mệt á, là ngủ hơn chừng nửa tiếng đồng hồ em mới dậy em mới đi tắm. Thì cũng được, mệt thì ngủ cũng đúng thôi, nhưng mà ý là bề bộn xung quanh nhưng mà người phải sạch sẽ thơm tho nhá không? Gì nữa mới bà. Thứ tư là nói chung là cái tật là hay quên. Như em làm một công việc gì đó đó mà ví dụ như mà em tập trung làm mà có một người đi xen ngang là em quên hết tất cả. Hết rồi, đi hẹn hò rồi quên rồi sao anh? Không không, cái đó là không thể quên được đâu. Nói chung là anh làm một cái việc gì đó anh đang làm á, nhưng mà có người nào mà xen vô á nó hứng quên. Nó hứng mới quên. Rồi cuối cùng, cái cuối cùng đó là nhậu yếu, chắc là sợ về làm rễ. Nghe nói là dân Tiền Giang là nhậu dữ lắm. Có không em? Chỉ biết là hơn, phải cố gắng hơn cha em một chút thôi. Cố gắng hơn cha em một chút thôi. Trời ơi, cha em muốn giữ không? Cha em thì ngày trưa hồi nhỏ thì em tự tin rằng cha em là vô địch. Dạ. Không ai lại. Trời ơi, rồi làm sao là được? Người ta đâu có biết uống đâu mà uống dữ vậy. Thì em nghĩ là về thì nói chung là anh nên thể hiện là anh hợp tác với cha em thôi. Còn cái phần sau mà có rót hay không là do em mà. Được không em? Cố lên. Cố lên. Cố lên. Thôi cũng được, cũng có cố gắng. Rồi bóc lá đi nè. Đọc lớn lên chị nghe nè. Bạn nam. Trời ơi kệ, đọc đi em. Cái số bạn mình nam đọc. Hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Có cản không? Dạ không. Mời em. Trời ơi, từ đó giờ mới làm luôn. Đó giờ mới làm luôn hả? Rồi làm được không trời? Chắc không nổi 10 cái đâu. Làm đi em, hết sức của mình đi em. Trời ơi, cũng cao to đẹp trai quá mà. 1, đếm đi em. 2 3 4 5 6 Trời ơi. Chết rồi, vậy sao, sức rồi. Vậy sao em muốn đi ăn dừa sáp, vậy sao hái dừa được cho em? Ngồi vô, thở đi, trời mặt nhỏ đỏ dữ. Mới có 6 cái à. Dạ. Rồi em thấy thì sao? Dạ thôi trời, miễn sao hái dừa cho em ăn là được rồi. Được không em? Không, là hái dừa, nói chung hái dừa là em mua chứ em đâu, nhà em đâu có trồng dừa đâu hái. Dạ em đâu có trồng dừa đâu hái. Trời ơi, em lật kèo rồi đó cưng ơi. Vậy đó hả, chị rồi đó. Rồi nhưng mà sao bây giờ không có thể tục thể thao gì hết trơn hả? Mới mấy tuổi hít đất 10 cái không nổi. Tại nói chung là em đi làm em về em chỉ ngủ ít, có đi đá banh thôi. Mà hít đất 10 cái mà hít không nổi. Không, thời đó giờ nói chung là không ít chứ hít đất nên. Trời ơi, bây giờ về tập thể dục nha, ta hết nha. Ừ. Không nhậu mà cái bụng bự nè. Hít đất cho tôi một ngày 10 cái. Rồi cái bắt đầu lên một ngày 20 cái cho tôi. Trước khi lấy vợ, được không? Dạ được. Trời ơi, tới đám cưới cậu hôn mà hít không nổi 20 cái là nghỉ lấy vợ nha. Để mà cố gắng cái đó làm việc có động lực và sức mạnh. Tôi chưa thấy hai thanh niên mà hít 6 cái hít đất hết không nổi. Tôi mới thấy lần đầu tiên trong chương trình. Tôi bắt bao nhiêu con người hít đất, tôi chưa thấy người nào mà 6 cái hít không nổi. Ổng làm như ổng 50-60 tuổi vậy đó. Tại thì đó giờ nói chung là em ít làm việc nặng. Trời đất ơi, thôi được rồi, chị hiểu rồi đó. Thôi, nãy giờ cho vui và chúng ta tìm hiểu nhau rất là kỹ rồi. Bây giờ hai bạn trước khi tiến tới bấm nút hẹn hò, mỗi người hãy nói với nhau một câu cuối cùng để chúng ta đưa ra quyết định. Mời hai bạn. Nói chung là mình đến với chương trình á, thì nói chung là một cái duyên cũng như là một cái nợ. Thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu. Nếu mà mình được thì mình sẽ tiến xa hơn, đúng không nhân? Mong em là cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Dạ. Em rất là thích một câu nói của một nhà văn nổi tiếng đó là mọi cuộc gặp không phải là đúng hay sai mà đó là duyên phận. Thì em nghĩ anh với em gặp nhau trong chương trình này, với gặp chị Cát Tường cũng là một cái duyên phận rồi. Nên là hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều cái duyên phận nữa ra ngoài cái chương trình này. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. Đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2
thời gian. Trái tim ra cùng đỏ, mời em qua đây. Một cô giáo năng động, một chàng trai trẻ trung hít đất sáu cái không nổi. Hãy nắm tay nhau và hãy dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Đây, gửi tặng cho em món quà của chương trình để làm đẹp nè. Dạ, cảm ơn chị. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim để đi xem phim với nhau nè. Nắm tay nhau đi, đừng bao giờ buông ra. Có tin vui thì hãy báo cho chương trình biết. Dạ. Đẹp đôi lắm đó nha, xứng lắm đó nha. Nhớ nha, 20 cái hít đất mới gả nha. Được không? Được, được. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay rất là vui đúng không quý vị? Và bây giờ thì chúng ta phải nói tạm biệt thôi.